Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhảy cái hip hop giống như trước nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1. Bước chân này qua, về lại, lên trên và xuống lại. Bước từ bên này qua, về, lên và xuống. Vì nha, qua, về, về lên nha, lên và xuống. Mình sẽ dọc lại nha. Vì nha, được chưa? Qua đây, lên đây, về đây. Là hai bàn chân đó, ta để đây nè, xong ta qua lại nè, ta lên nè, xong ta xuống lại nè. Tiếp đầu tiên chúng ta nắm hai tay lại, kéo hai tay ra là quỷ chân xuống, kéo ra nha. Và động tác thứ ba thì chúng ta sẽ để tay kiểu như thế này, cái tay này để đây còn cái tay này để ra ngoài nha. Để như thế này nha, chẳng hạn hai chân ra, tay này thì để lỏng, để cái tay nó như để cái tay nó lên này, chẳng đứng như thế này nè. Tay chúng ta để ở đây này, ta để ở đây hoặc là thả lỏng. Dùng bên này co, dùng bên này co nha. Xuống dùng bên này về, dùng co, dùng về đúng 10 lần như mình. We'll be right back.
một, hai, ba, bốn, đổi chân, một, hai, ba, bốn. Như thế một vòng là bốn cái là đuổi một chân, sau đó hết bốn cái hai chân. Bốn cái mà đuổi hết chân rồi là chúng ta xoay, xoay đuôi sau này. Sau đó tiếp theo vậy thôi. Vậy đó, cực kỳ đơn giản. Động tác thứ 9 chính là động tác vỗ tay. Ta bước một chân co, vỗ hai cái nha. Một, hai, theo vị chân này. Một, hai, nghiêng mình qua này, nghiêng mình qua này. Sinh nhật của mình rồi, sắp tới rồi đó, chúc các bạn vui vẻ nha.